Đây là chúng tôi khi đú đởn làm intro. 1, 2, 3. Xin chào mọi người, chúng mình là Nhục Nhược Cổ. Ôi đỉnh á. Xin chào các bạn, chúng tớ là Nhược Vũ Quân Giao đây. Rất lâu về trước chúng tớ có đăng một bài post Q&A trên Facebook để các bạn hỏi về chúng tớ. Vì mọi người tương đối bận rộn nên bây giờ mới có dịp để trả lời các bạn đây. Vì số lượng câu hỏi cũng khá nhiều, chúng tớ cũng không thể trả lời hết được nên mong mọi người bỏ qua nha. Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Ai là người thành lập Gia và kênh ạ? Gia có bao nhiêu thành viên chính thức? Bạn Thu Lương ơi thì thành lập kênh và thành lập Gia đều là do bạn Tử Thu thành lập. Còn kênh có bao nhiêu người thì 13 bạn thì phải. Cạn lời bà Angel luôn á. Nhóm có 14 bạn, trong đó có 3 bạn hậu kỳ và 11 bạn cá nhân. Thành xin lỗi ạ. Chào mọi, xin nick Facebook của ID Nori Tỷ. Sao mọi không thấy Tỷ ấy ở trong Gia nữa vậy ạ? Em đưa cái link cho người ta chứ tôi nói tôi cũng đâu biết đâu. Lần mà nói tôi nhớ tôi chết liền luôn. Tôi nhớ cái gì mà Asuna, phải không ta? Này Tỷ ơi, Tỷ mà có coi được cái này á, Tỷ đừng có giận nha. Tại vì tên của Tỷ hơi bị hắc não á. Tỷ em toàn gọi là Đại Tỷ không à. Chào bạn Dương Nhân Phạm. Nick Facebook của Đại Tỷ là Arisu Hadaka. Tỷ ấy dạo này đang bận cho nên là dừng hoạt động. Khi nào Tỷ ấy hết bận rồi thì Tỷ sẽ quay lại. Cảm ơn. Trời ơi, không trời nha, hơi may quá. Ai lớn nhất và nhỏ nhất team ạ? Theo Tỷ ai hát hay nhất ạ? Kính gửi bạn Giàng Thiên Phong. Thì trong team người lớn nhất, ok thôi, lại tiếp chu cho mọi người. Thì kính gửi bạn Dạ Thiên Phong. Cái người lớn nhất team mình là Đại Tỷ. Và cái người nhỏ nhất team mình là bạn Thanh Kỳ. Thì đây cũng là cái bạn gọi là giành đi cái chức mặt nê của mình. Rồi còn cái việc mà ai là người hát hay nhất nhóm thì không thể chọn được, bởi vì mọi người có một cái chất giọng riêng. Nhưng mà nếu mà nói về u mê giọng nào nhất thì mình nghĩ là giọng của Đại Tỷ nha. Mọi người ở đâu ạ? Chị Thư có định đi thi hát không ạ? Trả lời từ bé đến lớn nha mọi người. Em xin trả lời câu hỏi chị Hà Điều Điều nè. Hiện tại thì em đang cư trú và học tập sinh sống tại Hải Phòng. Trân trọng kính gửi bạn Hạt Điều Điều. Thì mình tên là Lâm Thiên Vi, còn được gọi với cái tên là Vi Bông Hoa. Hiện tại mình đang sinh sống và tọa lạc ở thành phố xứ Dừa, còn hay được gọi là Bến Tre. Mình là Huỳnh Thư và mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Về câu hỏi là mình có dự định tham gia cuộc thi hát nào không? Thì với giọng hát của mình hiện tại thì còn rất là nhiều thiếu sót, hạn chế, kỹ thuật cũng chưa được tốt lắm, nên cần nhiều thời gian để trau dồi và trau chuốt kỹ lưỡng hơn. Nên việc ra các cuộc thi ca hát thì mình chưa nghĩ tới. Thân ái chào bạn Hạt Điều Điều nhé. Hiện tại thì Tử Tuyết đang sinh sống ở Cần Thơ. Chào bạn Hạt Điều Điều, mình là Cụ Cụ. Mình vừa mới di cư sang Mỹ. Trước mắt thì mình đang ở Houston, Texas nha. Xin chào bạn Hạt Điều Điều nhé. Nghệ danh của mình là Angel. Các bạn cũng hay gọi mình với những cái tên rất là cute hoặc men như là Nhỏ Nheo Heo Lượng. Mình vẫn luôn học tập, ăn uống ngủ nghỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Không biết bạn ở đâu? Có dịp tụi mình đi uống cà phê. Ừ, cái này là đọc hẳn tên mình ra. Biệt danh cho nó nghĩa em ơi. Chào bạn Hạt Điều Điều nha. Mình là Nobi. Và mình ở đâu á? Mình ở trong team cậu này. Thu ở Hà Nội nha. Phan Đạo Tàng ở Hồ Chí Minh. Còn cụ thể thì bí mật, Phan Đạo Tàng sợ bị bắt cóc lắm. Mình thì ở Bắc Trung Bộ, là ở Thanh Hóa ấy. Nên là nói giọng Trung cũng không ra giọng Trung, mà giọng Bắc nó cũng không ra giọng Bắc. Mình hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Hà Nam nhé. Mọi người giải thích tên của mình đi ạ. Chào bạn Thỏ Trắng nha. Tên của cũ thì đại đại thôi chứ cũng không có cái gì gọi là ý nghĩa cả. Tên đó tôi thấy người ta đặt nhiều cho nên tôi lấy đại theo phong trào thôi. Chứ tôi biết gì đó. Thì thân ái kính gửi bạn Thỏ Trắng, cái tên của mình là do tổ tiên gửi nhắc, chứ mình cũng không biết lý do gì sao mà mình có cái tên này. Cảm ơn nha, kính gửi. Thân ái của chị mà. Cái chữ thân ái đó đâu phải chị chế tạo ra, đâu phải chị sáng tạo ra đâu, mà chị nói của chị dần nào mà trên. Bức xúc ghê chưa. Giang hồ quá, hổ báo quá. Chị nói vậy tội, em có bao giờ giang hồ đâu. Chị tin mà. Trân trọng kính chào bạn Thỏ Trắng nha. Thì cái tên của mình nó rất là ý nghĩa. Và cái ngày hôm đó là mình đã lựa ra rất là nhiều cái tên đẹp. Thì mình đã lên Facebook và vô cái đẹp bóc số của Facebook. Sau đó thì mình đã quay mấy vòng và ra được cái tên đó. Tên Phan Thảo Tàng là một ý tưởng đột xuất. Còn lý do đơn giản hơn là mình là một fan Thảo Tàng của nhà. Cảm ơn câu hỏi chị Thỏ Trắng nha. Thật ra tên design của em á là em chỉ nói thuận miệng rồi em đặt cho mình, chứ thật ra không có ý nghĩa gì đâu.
có một số bạn biết tên thật của mình ấy, thì tên mình ấy dịch ra có nghĩa là cỏ, nhưng mà kiểu ngoại hình của mình nó kiểu không giống như cây cỏ lắm ấy, mà mình thấy nó to to giống như một cái cây ấy, cho nên là mình đổi thành là đại mộc, đây có nghĩa là cái cây to lớn ấy. Mình tên Crush bởi vì mình thích tên nó nên mình đặt tên mình là Crush. Crush nó cũng gần giống như là crush, và crush của Crush là Thu nha mọi người. À, cảm ơn câu hỏi của bạn Thỏ Trắng nha. Thì lý do mình đặt cái tên Angel là bởi vì mình thích một nhân vật trong phim, nhân vật đó cũng có cái tên này. Hoặc là bạn cũng có thể nghĩ là do mình hiền lành cho nên mình giống như là thiên thần gì đó. À, nói nhỏ bạn nghe là mình hiền nhất cơ luôn á. Và là tên cướp vị trí của bà Thu đó. Chào bạn Thỏ Trắng nha. Mình là Nelby. Nel có nghĩa là nhà vô địch, còn Bi là chiếc cái đầu trong tên thật của mình nha. Cái gì vậy bà Thu? Bà nôn vừa cái gì? Mất vệ sinh thế. Thực sự là sau cái lần hỏi ông Bình ở đâu thì tôi cảm thấy mỗi câu trả lời của ông Bình đều ghê tởm hết á. Thật ra nghĩ danh của bạn Nelby chỉ để chưng thôi, chứ có ai gọi bạn ấy là Nelby đâu, toàn gọi là Bình Tỷ à. Ông Bình kiểu lúc nào cũng bị ghét bỏ ra mà. Người đàn ông duy nhất trong tên nhưng không bao giờ được trân trọng. Chào bạn Thỏ Trắng nhá, tên của Thu là tên nam chính của truyện ngôn tình Công Lược Nam Phụ. Khi đó đọc truyện này thấy tên nam chính hay hay, tính tình lại ấm áp, xỉu ngang xỉu dọc luôn, nên Thu đã bê cái tên của ông ý dính đến bây giờ. Còn hiểu đẹp đẽ hơn thì Tịnh Tử Thu là Chiều Thu Tím. Ý nghĩa ta đi. Ý nghĩa của cái tên Giao Kỳ thì có một hôm mình tự nghĩ ra cái tên đấy. Sau này mình mới thấy là cái từ Giao Kỳ pin in trong tiếng Trung nó là như thế này, viết tắt là chữ Y dài và chữ Q. Thì tên thật của mình trong tiếng Trung nó viết tắt là chữ Q và chữ Y, thì mình thấy nó hợp lý. Trên đây là một số thông tin cơ bản về chúng tớ. Có thể vì số lượng thành viên khá nhiều và cũng có thể là do mấy ông bà này trả lời hơi dài dòng nên video này chúng tớ chưa thể trả lời hết các câu hỏi của các cậu được. Hẹn các cậu ở video sau nha. We love you, bạc bạc.